Xin chào mọi người, hiện tại đang di chuyển qua Mastery Thảo Điền quận 2. Tại vì hôm nay ở bên đó có một cái căn 98m2 mà khi mà đang nhận được cái thông tin từ chủ nhà đang thấy là nó khá là đẹp, nên là tranh thủ là sau cái giờ làm việc đó vào lúc tối thì đang tranh thủ là giờ mình chạy qua bên đó để có thể review cho mọi người xem tham khảo. Thì đừng nói bắt qua màn hình, ta sẽ quay trở lại ngay thôi. Hiện tại thì đang ở trên tầng 40 tháp T5. Đây là một cái tháp dịch vụ và kim luôn là căn hộ để ở. Nên do đó là chúng ta có tới tận 7 cái thang máy. Mọi người di chuyển lên rất là dễ. Và đây là cái lối di chuyển vào nhà của mình. Đây mọi người thấy không? Ở vị trí này thì gió cực kỳ mát luôn nha mọi người. Nó giống như là mình đang có một cái quạt khi mà đứng trước cái cửa nhà. Nhà mình là một cái căn gốc tại tầng 40. Khi mà đứng trước đây thì đang thấy là nó gió rất là mát, nó thổi hết bay mọi bụi bặm gì đó lúc mà mình ở ngoài đường về đó nha. Chúng ta sẽ cùng vào bên trong. Vẫn như thường lệ, đó là phần thông tin của ngôi nhà. Đây là một cái căn hộ nằm tại tầng 40 tháp T5, thuộc quần thể Mastery Thảo Điền quận 2. Và đây là một cái căn có chiều rộng, nói chung là diện tích nó là 98m2, 3 phòng ngủ và đã được set up full nội thất. Hướng cửa chính của mình hướng đông và còn hướng lô gia là hướng tây. Hiện đang có mặt trên thị trường với mức giá là 7.2 tỷ. Khi mà Vân bước vào trong đây thì đang thấy là chúng ta có không gian rộng rãi, thì chút xíu nữa đang sẽ cùng mọi người đi trải nghiệm những cái không gian đó. Nhưng khi bước vào trong đây thì đang thấy là nó không bị bí bách như những cái căn hộ khác, mà chúng ta có những cái khoảng rộng rãi nè. Và cái phần đây chính là tủ để chúng ta có thể bỏ nón bảo hiểm cái gì đó tùy mọi người vào trong này. Tủ giày dép và cái ghế sức chứa rất là lớn. Và ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một cái kệ nữa để trưng bày những cái vật phẩm kỷ niệm mình đây. Phong cách, cái ngôn ngữ thiết kế ngôi nhà này là phong cách Scandinavian. Đây là phong cách Bắc Âu. Đây là một cái phong cách nó được kết hợp từ cái sự hiện đại nè, cái sự phóng thoáng nè, và những cái thứ gọi là tự nhiên. Những cái phong cách này, nó những cái yếu tố này nó kết hợp với nhau thì tạo nên được cái không gian tổng thể nó tiện nghi nhưng mà nó vẫn nhẹ nhàng, gần gũi với mình. Và ở khu vực đây đó chính là khu vực bếp. Bếp của mình thì có cái hình thù khá là lạ nhưng mà nó cũng mang một cái yếu tố về cái sự tiện nghi, tiện lợi thấy rõ. Nhưng mọi người cũng thấy không, di chuyển trong bếp thì cũng khá là dễ dàng, rộng rãi nè. Bếp từ, lò nướng cũng được trang bị sẵn. Máy hút nè, của Bosch đến từ Đức. Bếp cũng của Bosch luôn nha mọi người. Và phần bồn rửa bên đây thì rộng rãi với ba cái vùng rửa luôn, nên là chúng ta khi mà thao tác thì cũng rất là dễ dàng. Ở trên đây thì cũng có thêm những cái thiết bị thông minh để giúp tối ưu cái khoảng không năng cho cái không gian bếp này. Và ngoài ra thì cái khu vực đây đó chính là đảo bếp khô. Ví dụ như nhà mình mà sinh hoạt ít người vẫn có thể nấu xong mà mình di chuyển qua đây, ngồi trên cái ghế gỗ này nè, ăn trực tiếp bên đây luôn, nó cũng khá là thú vị đúng không ạ? Và cái phần này thì cũng được cái chừa như thế này, đang thấy nó cũng khá là tối ưu. Chúng ta có thêm những cái không gian để có thể sinh hoạt bên trong cái khu vực bếp này. Và đây là cái khoảng lô gia. Ngoài đây khá là mát mẻ. Ở vị trí ngoài này chúng ta có thể phơi đồ ở trên đây nè. Máy giặt thì cũng có sẵn, cũng tốt luôn nha mọi người. Chủ nhà này khá là biết chơi, sử dụng đồ. Ở đây cũng có tủ lạnh side by side chỗ này. Và khi mà bước vào bên trong này thì đang thấy là mọi người cũng đã nhận ra điều cái điều khác biệt. Khác biệt từ cái chỗ khu vực bếp nè. Để đang quên nói với mọi người là phần khu vực bếp này thì được lót bên dưới là bằng gạch, nên do đó là chúng ta sẽ dễ dàng vệ sinh. Nhưng mà khi bước vào cái không gian sinh hoạt á thì lại được sử dụng bằng vật liệu là sàn gỗ. Nó mang lại một cái sự ấm áp, tự nhiên nhẹ nhàng cho làm, nó cũng gọi là làm cái điểm nhấn, nó tránh làm cho nó nói chung là nó hạn chế đi cái phần trắng ở phía bên trên. Và khu vực bàn ăn thì cũng được sử dụng bằng là ván gỗ. Đây là một cái ván được nằm ở trên một cái khung sắt không, với hình thù thì lạ mắt. Và vị trí này chúng ta có thể ngồi được tới 8 người một cách rất là thoải mái.
Và cái điểm nhấn ở trong cái khu vực ăn uống này thì đó chính là một cái mảng tường kính và được sắp xếp một cái hình thù nhìn nó khá là lạ. Mọi người thấy không? Nhưng mà đi khi mà sử dụng kính trà như thế này thì nó sẽ làm tăng được cái mình ngồi mình ăn, nó cũng tăng được cái khẩu vị mình lên đó mọi người. Và đây chính là một cái khoảng lô gia để chúng ta có thể mở cửa đi ra bên ngoài. Khoảng lô gia này thì khá là rộng rãi. Và ngoài đây thì cũng có thêm 6 cái ghế được làm bằng gỗ tự nhiên với khung sắt ở bên dưới nè. Và cái này là thép luôn á mọi người, cây 16 luôn á. Với view cực kỳ đẹp lên 1m81. Đây, quanh camera quay kỹ cho mọi người xem nha. Chúng ta có view Bitexco nè, lên 1m81 nè. Rất là đẹp luôn. Và do là tầng 40 nên là sẽ có một cái tầm nhìn cực kỳ thoáng. Nhìn xuống dưới cũng thấy hồ bơi rất là xanh, nhìn nó khá là hay. Ở trên đây thì cũng có chỗ để đã được trang bị sẵn nè, để mình treo cây gì đó để tăng cái mảng xanh cho không gian của mình. Đang thấy view này thì cực kỳ đẹp. Cái này mà tới lúc mà bắn pháo hoa thì ôi trời, khỏi chê. Wow, view đẹp quá. Thôi quay lại. Sorry. Và khi mà đang đóng cái cửa này lại thì cái việc cách âm rất là tốt nha mọi người, không còn nghe một cái tiếng tạp âm gì bên ngoài nữa. Và cái ghế ngay chỗ cái bàn ăn của mình thì cũng được bọc bên ngoài bằng da bò nè mọi người. Rất là nhìn nó rất là khỏe khoắn và nó êm ái. Và tới đây thì đó là phần không gian sinh hoạt chung. Sẵn số này thì Đăng cũng sẽ chia sẻ với mọi người luôn về cái phần quan trọng của cái bộ sofa bên trong nhà. Khi mà chúng ta lựa chọn những cái món đồ nội thất cho cái ngôi nhà của mình thì nên chú trọng về cái việc cái bộ sofa. Một cái bộ sofa êm ái ngồi như thế này á thì coi một bộ phim nó cũng thấy hay, mà khi mà chúng ta thư giãn thì nó cũng càng thoải mái. Khi mà mời bạn bè tới chơi thì cái việc mà ngồi một cái bộ sofa nó êm như thế này thì chắc chắn là sẽ ngồi tán chuyện từ sáng đến chiều luôn, cũng sẽ rất là ok. Và hiện tại đang ngồi trên một cái bộ sofa được bọc, nó rất là êm và được bọc bên ngoài bằng chất liệu là da bò. Ngồi nó rất là mát mẻ và nó êm thoải mái lắm. Quay lại với phong cách thiết kế Bắc Âu. Phong cách thiết kế Bắc Âu này là sự kết hợp giữa những cái yếu tố tự nhiên với nhau trên một cái khoảng tường trắng. Và ở đây chúng ta có da nè, thảm thì được đảm bằng vải len nè. Và cái tủ ngay kệ tivi á thì được sử dụng bằng tủ gỗ tự nhiên. Nó nhìn nó đơn giản nhẹ nhàng thôi. Và những cái bảng xanh, những đối với cái phong cách Bắc Âu thì thường là những cái giới trẻ thì thích, nhưng mà với dạo thời gian gần đây thì những cái người mà lớn tuổi á thì họ vẫn lựa chọn cái phong cách này để có thể là làm cho ngôi nhà của mình, tại vì chúng ta có được những cái không gian vừa thoải mái nhẹ nhàng nhưng và nó cũng bền theo thời gian nữa. Và di chuyển vào trong đây, hai bên tay đây đó chính là hai phòng ngủ, thì chúng ta sẽ vào phòng này trước. Vào tới bên trong phòng ngủ này thì chúng ta có một cái phòng ngủ với đầy đủ các thiết bị, có nghĩa là đầy đủ nội thất đã được trang bị sẵn. Phần tủ quần áo thì được sử dụng bằng là ván gỗ, còn những cái vật liệu chẳng hạn như tủ để mình bỏ đồ vô nha, kính nè, hay là kể cả bàn làm việc luôn hay giường ngủ thì được sử dụng bằng gỗ tự nhiên. Nhìn nó đơn giản nhưng mà nó có nghĩa là khi mà bước vào trong đây thì thấy nó có một cái sự nhẹ nhàng. Và cái điều đặc biệt của căn này thì Đăng cũng nói với mọi người từ đầu rồi đó, chính là phần căn gốc, nên chúng ta sẽ có được một cái view cực kỳ đẹp. View đây đẹp lắm mọi người. Với lên 1m81 nè, và sau đó Hà Nội có thấy cả Bitexco luôn. Và buổi tối thì cái khu vực này cực kỳ là view rất là thoáng và đẹp. Phòng ngủ bên đây thì chúng ta vẫn, đây là phòng ngủ của khách hoặc là cho trẻ con, chúng ta vẫn có thể có một cái tủ quần áo nhỏ thôi, máy lạnh nè, view cũng thoáng. Và giường ngủ thì đã được set up hết đầy đủ rồi. Và khu vực này là toilet,
Toilet này thì cũng bên trong này sẽ là toilet để sử dụng cho hai phòng ngủ và phần không gian sinh hoạt chung phía bên ngoài. Ở bên trong đây thì tất cả những cái thiết bị vệ sinh đến từ thương hiệu Color của Đức, có cả vách tấm kính đứng và có cả cái cửa sổ để chúng ta có thể mở ra làm thông thoáng. Và đây là phòng master. Phòng master thì giống như cái sở thích của cái người chủ nhà này á, thì hầu như là được sử dụng bằng những cái gỗ tự nhiên hết nè. Nhưng mà những cái chi tiết gỗ thì nó được điêu khắc và làm là nó nhẹ nhàng, thoải mái, tinh tế, chứ nó không phải là cầu kỳ giống như cái phong cách cổ điển nha mọi người. Nên là khi mà đang bước vào đây với những cái không gian tường màu trắng và những cái vật liệu gỗ tự nhiên nó nhẹ nhàng như thế này thì nó tạo được cái sự mộc mạc, thoải mái. Và ở vị trí phòng master thì chúng ta vẫn có view của Lemet 81. Và trong đây thì khá là rộng rãi, cũng đã có đầy đủ hết ra giường giống như những phòng khác nha mọi người. Tủ thì cũng rộng rãi thoải mái nè. Và bên trong phòng master thì sẽ có toilet riêng biệt. Cái toilet này thì cũng được, tất cả đều được sử dụng bằng những cái thiết bị đến từ thương hiệu Color. Và ở đây cũng có vách tấm kính đứng nè, hay là bồn tắm nằm nữa. Đây cũng có tủ kính, này mở được những cái vật dụng sinh hoạt hàng ngày của mình bỏ gọn vào trong này. Và nãy giờ chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm xong một cái căn hộ 3 phòng ngủ nằm tại Mastery Thảo Điền trên tầng 40. Và cái căn hộ này là một căn hộ góc nên chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái view thoáng. Điểm đặc biệt căn hộ này thì vẫn là view Bitexco nè, hay là Lemet 81. Tầm nhìn cực kỳ rộng và nó đẹp. Và ở trong đây thì cũng đã được trang bị hết đầy đủ nội thất rồi. Và những cái đồ nội thất mà nãy giờ đang trải nghiệm đang thấy nó cũng khá là tốt. Và đối với một cái căn mà tới tận 3 phòng ngủ 98m² thì đang nghĩ là nó dư sức cho cả một gia đình mình có thể sử dụng. Và nếu như ai muốn tham quan cái căn hộ này thì hãy liên hệ với số hotline đang để bên góc phải màn hình. Thì nãy giờ thì có những cái thứ mà đang chia sẻ thì không biết là mọi người thấy sao về cái căn hộ này. Thì hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới để chúng ta có thể cùng nhau thảo luận. Và nếu như ai muốn trải nghiệm thực tế cái căn hộ này thì hãy liên hệ với số hotline đang để ở bên góc phải màn hình. Và đừng quên nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh. Và Nhật Đăng Lên thì có thêm một cái trang fanpage tên Nhật Đăng Lên. Mọi người mà có sở thích mà sử dụng Facebook nhiều thì cũng có thể theo dõi trang fanpage đó để có thể xem được những video nhà mới mà chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại mọi người ở video sau. Nhật Đăng Lên, kết nối nhu cầu thực.